Collagen Better Lab, bí quyết làm đẹp hàng đầu của siêu sao Hàn Quốc. Dạ, con mời mẹ với cả thím Phương ra ăn sáng ạ. Cứ để đấy. Này, cho hỏi mẹ Liên có nhà không nhỉ? Mẹ tôi ạ. Có. Mẹ ơi. Cái gì đây? Đã bảo rằng là chờ một tí, làm sao mà cứ sồn lên không có cái bát mì tôm hả? Chị không nghe thì tôi nói cái gì là từ từ à? Mẹ. Ôi giời. An. Dạ. Ôi, cơn gió nào lại đưa con về thăm mẹ như thế này? Ôi dồi ôi, Phương ơi, con không nhận ra. Đây là chị An, người yêu cũ của anh Long. Ôi dồi ôi, chị An. Ôi, chị không biết là chị như một idol của anh Đông nhà em ấy. Ừ. Cứ mỗi một lần mà anh Đông nhắc đến chị là chị về đây lần nào cũng có quà đấy ạ. Đúng rồi. Quà đây. Ôi dồi ôi, mẹ ơi. Mẹ ơi, đây của mẹ. Ừ, mẹ cảm ơn con. Rồi, ôi chú đáo quá. Không biết là ở nhà có ai mà còn thừa một cái. Cho em. Thôi, con ngồi đi. Ngồi đi cho đỡ mỏi chân mẹ đi ơi, con. Đúng cái mà con cần này. Run. Mướt. Trời ơi. Đi ra xem nào. Con này. Dạ. Con đã ăn sáng chưa? Con chưa. Ôi dồi ôi, sao lại chưa ăn sáng? Trời ôi, mẹ thương thế. Chị có nghe thấy gì không? Nấu bát mì tôm lên. Nhanh. Dạ vâng. Mà này, làm hai quả trứng. Con ăn trứng nhá. Dạ. Trứng ốp la nhá. Dạ. Ốp la, hai trứng, một mì. Hai trứng hả mẹ? Ừ. Dạ vâng. Mẹ ai đấy hả mẹ? Trời ơi, con đừng nhắc đến cái ngữ ấy. Chán lắm ấy. Thì còn ai vào đây nữa? Gơm nữa. Chị dâu em đấy, vợ anh Long đấy. Vâng. Vợ anh Long đó mẹ. Ừ. Quê nhỉ mẹ nhờ? Trời ơi, không những quê mà không làm được cái việc gì cả con ạ. Chỉ có ăn bám thôi. Không như con gái này đâu. Đây này. Trời ơi. Giỏi giang này, xinh đẹp này, kiếm được nhiều tiền này. Ôi đây này, mẹ ơi, không giỏi việc này thì giỏi việc khác mẹ ạ. Cái việc gì? Cái việc dễ nhất là cái việc đẻ mà con không làm được, còn việc khác là cái việc nào nữa? Đấy, mẹ thấy chưa? Ngày xưa ấy, chị An phải về làm dâu nhà mình ấy thì mới cùng tiền sóng với con chứ lại. Đúng rồi. Bây giờ mẹ bảo An ơi. Dạ. Con ở quê mấy bữa nhá. Cho mẹ đỡ nhớ con. Nhớ chưa? Đúng dạ. Mà đi ngay đấy. Hôm nay mẹ sẽ thết con. Con ăn gì nào? Gà này, vịt này, cá này, ngỗng này, ếch này, cua này. Con ăn gì cũng được mẹ, đơn giản thôi. Đơn giản cái gì? Đâu rồi? Gồm dạ. Trực tâm vào trong bếp à? Đây, hai quả trứng ốp la. Nhanh lên. Đây. Xong rồi đấy ạ. Hôm qua có hai quả trứng mà ngủ ở dưới đấy à? Này, hôm nay đi chợ nhá. Làm cỗ như cỗ Tết để tôi thết khách quý ấy. Nhớ chưa? Dạ vâng ạ. Chứ không đi thì cứ đứng đấy. Tiền ạ. Thôi, mẹ, để con. Đây. Thôi hôm nay chỉ là khách. Để nhà chúng tôi mời. Nhà tôi mời? Tao không có tiền để còn sĩ diện. Mời vào chỗ nào? Những cái gì chị đưa thì cầm lấy. Này. Đi luôn vào ngay đi. Dạ vâng ạ. Ôi, sao mà chán mớ đời lên. Hèn lắm ấy, nhục ghê lắm cơ. Cả đời lúc nào cũng mẹ đưa con tiền, nào phải ngửa cái lòng bàn tay ra như thế này. Con thấy có nhục không? Này, con đây. Dạ. Con mua cái gì cho mẹ ấy nhỉ? À mẹ ơi, đây ạ. Đây là dầu gội đầu Hàn Quốc. Tóc của mẹ hay rụng. Mẹ gội cái này á, hết rụng luôn. Trời ơi, tâm lý chu đáo quá. Mẹ cảm ơn con. Đấy, mẹ thấy chưa? Dâu này mới gọi là dâu chứ. Chị ngữ kia ấy, chỉ là râu thôi. Chứ còn gì nữa. Hai đứa mới là râu. Mẹ bảo này. Dạ. Con về rồi ấy, thầy phải luôn luôn giữ liên lạc với mẹ đấy nhá. Vâng, con nhớ rồi, con lúc nào cũng gọi cho mẹ. Mẹ là mẹ nhớ con lắm. Vâng, con nhớ rồi, con lúc nào con chỉ thích với mẹ thôi. Mẹ, chị, mẹ với chị xem con mới mua bộ này, xem có đẹp không ạ? Ôi. Mẹ, nhìn như hoa hậu quá nhà mày nhờ. Trời ơi, quá đẹp luôn ấy. Hoa hậu đấy. Dáng đẹp lắm con ạ. Chị có thích không? Chị có thích bộ này không? Để em tặng chị bộ này luôn nhá.
Rồi thôi, chị ngại lắm. Ngại cái gì? Em không thích nợ nần ai cái gì cả đâu. Chị cho em nhiều rồi thì thôi, để em tặng chị bộ này nhá. Thôi, em cao ráo mặc còn đẹp chứ còn chị thấp này á, ngại lắm. Chị đẹp mà mẹ nhỏ. Con ấy sang trọng này, rồi là phúc hậu này. Ôi giời ơi, tài giỏi này, mặc được hết con ạ. Chị, sát vào mặt mẹ của em này. Mẹ bị sát không? Đấy, môi, mắt, mí. Mày này. Mày láo? À không, ý em là lông mày ạ. À. Lông mày? Dạ vâng, đấy. Là mẹ với cả chị giống nhau như hai mẹ con ruột ý ạ. À thế hả? Mẹ người ta bảo như thế là có nợ duyên tiền kiếp đấy mẹ ạ. Thế là phải trả nợ đúng không? Phải trả nợ. Ok không? Mẹ ơi, cô cháu nào. Em đố bác biết ai đây? An, sao em lại ở đây? Sao không được ở đây? Em nhớ mẹ, em nhớ ai đấy thì em về thôi. Thằng, về thì gặp người yêu cũ thì cũng phải tươi tỉnh lên một tí. Mặt thì cứ hầm ấy, chả ra làm sao cả. Mà bác đi, có phúc không biết được hưởng. Chị An, xinh đẹp này, giỏi giang, lại còn biết kiếm ra tiền nữa. Mà không biết được giữ mẹ nhỏ. Thím thích thì thím đi mà giữ. Mẹ, cơm nước nào rồi? Ôi giời ơi, vợ anh ý có một bữa cơm buổi sáng mà dành rang mãi không xong. Mẹ, ăn cơm à? Anh về rồi đấy à? Chị ơi, nhà có cà không? Không, hôm nay không có cà rồi. Không có mà không biết chạy ra ngoài chợ mà mua cà. Dạ vâng. Thăm tiện ấy luôn cho em bát nước mắm nguyên chân nhá. Thôi, ăn cơm đi con. Mẹ, con ấy là con ăn uống đơn giản lắm. Có cà nó cũng không ăn được cơm. Rồi, mẹ biết rồi. Lát nữa có cà cho con ăn, ăn cơm đi. Dạ thôi, nhà mình cứ ăn trước mẹ nhỉ. Này, ăn đi con nhá. Dạ. Ăn đi này, ăn cơm ngon vào. Tối nhá, mẹ sẽ làm cỗ cho con ăn. Ăn xong chắc là con phải về luôn mẹ. Cái gì cơ? Con đang gọi thằng lái xe đến đón mà chả thấy nó nghe máy gì cả. Ôi trời ơi, sao về sớm thế hả con? Thôi được rồi, nếu mà con có công việc bận ấy thì khi nào rảnh rỗi về với mẹ nhá, mẹ nhớ lắm. Vâng, mai mốt con lại về thăm mẹ. Ừ. Long, ăn cơm xong ấy, đưa em An về, được chưa? Nhưng con phải đưa về, chiều con còn phải đi làm cơ mà. Mẹ, bác này có phúc lắm bác mới được đưa người đẹp như chị An về đấy. Tím thích tím đi mới được. Anh mà không được cái An về ấy không xong với tôi đâu. Con biết rồi. À đây, cà đây ạ. Cà đi. Ăn đi con. Đúng không chị thích ạ. Này, thế đậu phụ mà không có nước mắm chấm thì chấm vào mắt chị ạ. Để con xuống lấy ạ. Chà ra làm sao. Ăn đi con. Ồ, con làm cái gì đây? Chả mấy khi con về đây á, hôm nay mẹ cứ để con làm con dâu mẹ một ngày. Ồ, không được. Rồi, cứ để mẹ. Chị Huệ đâu rồi? Dạ. Lên tôi nhờ ở đây. Dạ vâng ạ. Con cứ ngồi đấy, dọn đi, ăn xong rồi, dọn. Dạ vâng ạ. Nhanh cái tay lên. Hộ em cái nhá. Này mẹ. Bác chén nào. Uống nước đi con. Dạ. Nhớ nhá là phải thường xuyên về thăm mẹ đấy nhá. Chứ không là mẹ nhớ con lắm đấy. Nhớ rồi. Long. Dạ. Lấy chìa khóa đèo em An về. Vâng. Dậy con đi. Mẹ con về đây mẹ. Ôi mẹ đến ạ. Mẹ bảo này, trong lúc chờ thằng Long lấy chìa khóa, chờ mẹ. Mẹ lấy cho mấy quả bưởi đào. Ui bưởi đào ngon lắm con ạ, về làm quà. Thôi mẹ ơi nhá. Mẹ vất vả ra. Không vất vả. Bà rảnh việc để về thăm mẹ luôn đấy nhá. Alo bố ạ. Sao ạ? Huyết áp của bố lại lên cao. Dạ vâng vâng. Thế để con bảo nhà con sang đưa bố đi khám bố nhá. Dạ vâng 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 vâng. Vâng con biết rồi ạ. Tự nhiên lại bắt người ta đưa về. Chìa khóa xe máy của anh đâu rồi? Chìa khóa anh để đâu em biết làm sao được. À mà này,
bố vừa gọi cho em, bố bảo huyết áp của bố lại lên rồi. Hay là anh sang đưa bố đi khám giúp em với. Tự nhiên huyết áp lại lên, lên giờ nào không lên, lên giờ này. Huyết áp lên lúc nào em biết làm sao được. Thế nhưng mà vừa hứa với mẹ là đưa An về trước rồi. Thế bây giờ em hỏi anh nhá, An quan trọng hơn hay là bố em quan trọng hơn? Hỏi thế thì... Mẹ... Này... Dạ. Đàn ông ấy, đã hứa cái việc gì trước ấy thì phải làm. Chứ không là vợ con nó coi thường cho, nó khinh, nhục. Rửa bát đi. Đấy, anh muốn chờ ai thì chờ, tùy. Đấy. Này, thế anh không hiểu ý em à? Không hiểu mà anh lại quay lại à? Mà tóm lại ấy, là em quên cái gì? Em muốn quay lại lấy đúng không? Em chả quên cái gì cả. Thế bây giờ là em muốn cái gì? Em chả muốn cái gì cả. Đi về. Dừng lại. Cái gì đấy? Xuống chụp thêm kiểu ảnh cái. Ảnh nữa. Nhanh lên. Đâu? Đấy. À. Ôi giời. Đây, em bảo. Đây. Điệu sướng cái. Xong chưa? Nhanh, còn về anh còn đưa bố vợ anh đi khám bệnh nữa. Khám chứ có phải là bị bệnh đâu mà phải vội. Này, em bảo này, anh nhìn cái cầu này ấy, anh có nhớ cái gì không? Nhớ gì? Cái chuyện ngày xưa ấy. À, ngày xưa thì anh với lũ bạn thì suốt ngày tắm chuồng ở đây. Anh còn đứng trên lan can này, anh cứ nhảy cứ chùm dưới trò. Em không hỏi chuyện đấy, mà em hỏi là anh có nhớ gì chuyện của em với anh không? Chuyện của chúng mình á. Em ạ, bây giờ anh có vợ rồi ấy, mình được nhắc lại chuyện cũ nữa. Thôi, lên xe đi, anh đưa em về. Này, anh bảo tắt cái máy đi. Còn chuyện gì nữa? Anh, mình quay lại được không? Mình quay lại á? Em nói thật chứ? Alo, về đến đâu rồi con? Ôi dồi, chưa về đến nơi á? Ôi sao mà lâu thế? Trời, mới đổ mẹ nhở thì gớm. Cứ quẩy ra. Sư nhà anh. Chưa về. Ừ, thế nhá. Đưa em An về cẩn thận con nhá. Ừ. Chưa về mẹ. Chưa. Không. Đi lâu thế không biết. Chị An mà về làm dâu nhà mình thì có phải là con với chị An xong kiếm hợp bích để chăm mẹ không? Ừ. Chị mà về đây có phải nhà mình có phúc không mẹ nhỉ? Đúng vậy. Tốt thì rất tốt. Nhưng rất tiếc con ạ. Vâng ạ.